Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án đề ngô môn giáo dục thể chất lớp 5, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bản giáo án này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án có phần 2, vận động cơ bản, chủ đề đội hình đội ngũ, bài 1, phối hợp đội hình đội ngũ. Nội dung giáo án sẽ có những phần như sau. Trên đây là nội dung giáo án của bài số 1. Những bài còn lại trong chương trình môn giáo dục thể chất lớp 5, bộ sách Chân trời sáng tạo đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Giáo án khi tải về là giáo án bản quốc, do vậy thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa. Để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án quốc các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, cũng như có đủ tài liệu giảng dạy các môn từ cấp 1 tới cấp 3. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.